Thuận, lần đầu tiên đến với chương trình thì em cảm thấy thế nào? Ở nhà em coi chương trình này rất là nhiều, em chỉ đợi mọi người mời em thôi. Hôm nay rất là vui và ngồi đây với một người đẹp thì cũng hơi run. Ai đẹp? Dạ chị. Sao thằng Thiên nói người đẹp? À, dạ không chị ơi. Dạ. Ủa không phải chị hả? Không, em nói bên đây. Dạ. Em nên nhận ra từ đầu. Dạ. Mời thời trang 1, 2, 3, 4. Bốn bộ vest này có form y chang nhau, là form rũ. Nhưng riêng tại sao ông này ông lại có cái form là slim fit? À không, tất cả vest này đều đến từ Adam Store. Đúng, Vinh. Không ai được chọn cái nào hết. Không ăn tới thì cái anh này okay. Hơi to. Hai cái cốt lõi đầu tiên của anh đã loại. Không phải, tại vì anh thề luôn lúc đầu tưởng là cái áo. Có phải qua Adam Store khó thiệt luôn á anh. Em thông minh lắm, bình thường em thông minh lắm. Bánh bao chỉ diễn tả làm sao trời. Bánh bao chỉ là cái gì? Cái bánh bao á. Bên trong là nó có chỉ hả? Là cái bánh giống như kẹo á, có bột và kéo là giống sợi chỉ. Mày bác không có cái đó. Một màu xanh xanh. Em thực sự thì em cũng thấy màu xanh luôn. Nhìn trong ánh mắt anh này thì em thấy cái kiểu tình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao chiến. Nếu mà được thì Tú nên cho anh này một cơ hội. Còn tại nhớ... vì anh này chờ quá lâu rồi. Cho tới bây giờ em vẫn cảm thấy được sự hồi hộp ở trong anh ấy. Anh hy vọng rất nhiều. Mong Tú hãy nhìn tí xíu về anh ấy để mà anh ấy có cơ hội. Một quả vì gió thét đau vì em hứng hờ. Bạn hoang mang. Công nhận nha, bạn anh hơn là chọn đúng nghề á. Chứ mà làm ca sĩ là đi hát á, không cho khán giả về ngủ luôn á. Nhưng mà quan trọng chút ai? Màu gì? Từ nãy đã nói rồi đó, màu xanh. Con canh xanh xanh. Khi một màu xanh mới có bốn xanh. Em nghĩ cái câu chuyện của anh là cái câu chuyện mà sau tất cả mình lại trở về với nhau. Ta nghĩ vậy. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. Chim đậu chim cành. Chim hót líu lo. Đó 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 đó. Vẫn là màu đỏ. Điên. Đó 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 màu đỏ đó. Thuận. Có cái gì mà cái câu hay vậy luôn hả? Vỗ tay không ngớt. Em làm sao vậy? Có cách nào bớt vỗ tay cho những ý này không? Đừng người ta tưởng hay được, số sau người ta làm tiếp. Em là sao vậy? Không, tại vì em thấy Giang vui vui. Khen con gái mà khen vui vui. Thà nó ở em thấy Giang khùng. Thà nó rõ ràng đó. Rồi sao? Em nghĩ... Em đừng có tạo nét nha, Giang không thích em đâu. Dạ em biết mà, em biết. Em cứ tạo nét, từ nãy giờ thấy em cứ tạo nét cho Giang cảm tới nè. Hôm nay rất là vui và ngồi đây với một người đẹp thì cũng hơi run. Ai đẹp? Sao tự nhiên nói người đẹp? Dạ không chị ơi. Dạ. Ủa không phải chị hả? Không, em nói bên đây. Bên trong này nó có chỉ hả? Là cái bánh nó giống như kẹo á, có bột á, kéo ra nhìn giống sợi chỉ. Không có, Thuận đến đây ngày hôm nay hai mục đích. Thứ nhất là tư vấn cho cô gái và nhận tiền cát xê. Thứ hai là phải trúng cái TVC sắp tới của nhãn hàng. À. Trời ơi, Giang nói làm như anh muốn lắm. Giang nói làm như anh muốn lắm. Làm như anh muốn lắm. Ê Thuận, em thiếu. Cô phải. Đâu làm lại cái là 2, 3. Rồi, rớt nha. Không em ơi, em uống cà phê em phải như vậy nè. Nè coi như nè, coi xem nè. Rớt luôn. Như Thuận á, rất đẹp nhưng mà vẫn rớt là bởi vì diễn không đạt. Chị diễn rất đạt nhưng vẫn rớt bởi vì không đẹp. Em quá. Không, nhưng mà anh thấy em đẹp thiệt, yên tâm, anh ủng hộ em. Anh Bình, má em dặn là ai nói gì cũng phải tin. Tới theo bạn này đi, em không biết bạn này. Em không biết bạn này. Sao ơi sao đừng vội kéo về. Kéo hạt mưa rớt qua đời này. Nghe em đang nụ cười của anh. Cứ dịu dàng mà lại nông say. Cái này ạ? Đây là một trong những diễn viên trẻ hiện nay đang rất là được chú ý. Body cao ráo, gương mặt điển trai giống như Hàn Quốc vậy đó. Tuấn Trần đến với chương trình, đây cũng là lần đầu tiên. Không biết em thấy thế nào? Khi mà em coi trên YouTube á, thì em thấy anh Thìn với lại Giang nói chuyện rất là hay. Em nghĩ là em sẽ học được vài câu ngôn tình để chuẩn bị hành trang, tại vì em ế cũng lâu á. Nếu mà em nói em học ngôn tình với anh và Hương Giang thì không có đâu nha cưng nha. Bạn ấy nói là học hỏi bọn mình cái cách thả thính được á. Em có thích những con bướm xinh đẹp không? Bướm à? Thích không? Cũng em bắt chị đi. Em bắt chị đi. Giang.
Anh đề nghị em hạ đùi xuống để cho nhãn cầu anh được bình an. Cảm ơn em. Anh kỳ quá à. Em trai là để thương yêu và dạy dỗ, không phải thức ăn. Giang với Tường nè. Rồi, âm nhạc. Cái gì vậy? Ê, Hoàng cung đại loạn hả? Hả? Lần đầu em thấy câu này nó nhí nhảnh luôn á anh. Hồi nãy con Tường mà lúc mà nó làm tôi nổi hết da gà thiệt, tôi dễ sợ thiệt. Em sợ quá, đừng có đánh người ta đạp bóng của em. Để em lên cho anh sợ quá, đừng có đánh người ta đạp bóng của em. Rảnh ghê vậy. Anh khỏi ẩm em. Giang nó gặp trai đẹp ai đâu bắt ẩm bồng. Người ta đang vơ bóng của cụ bự. Trong cuộc sống này ạ, có những cái nó không bao giờ nói dối chúng ta. Một là khi mà mình yêu ai đó, hai là khi mình sai. Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say hay khi đã yêu ai rồi. Cái gì? Và một thứ nữa không bao giờ nói dối, đó là mùi bụng. Six packs never lie. Bạn này nói là bạn ấy độc thân, bạn tin. Tại vì tập gym như vậy, người ta là cái người mà không liên quan đâu, độc thân. Giang hôm nay nó làm sao á trời. Ủa vậy là thường những người tập gym là sẽ bị độc thân á anh? Cái đó là chúng ta đang nói ngược. Những người độc thân là những người còn thời gian chăm chút cho bản thân. Ai mà còn đẹp là còn độc thân. Đó, xì ra như tôi là biết có vợ rồi. Em thấy trong cánh mắt của bạn này có một sự chân thành á. Em thấy bạn này rất giống em hồi đó kiểu. Bây giờ em hết chân thành rồi. Không phải kiểu. Bình tĩnh em, bình tĩnh em. Cho em nó hết, cho em nó hết cái. Hồi là sinh viên á, em cũng tập thể dục này kia cũng dữ lắm. Sinh viên ai không tập thể dục? Ai không tập thể dục cho đến khi mà mình qua cái mùa sinh viên nó mới mập ra dần, em hiểu không? Ê, Tuấn ơi, bạn nói bạn cứ thoải mái bạn nói, chứ bạn cứ phải nhìn thành bạn sợ không đồng ý là sao? Chứ thích nói thì mình nói à? Đến đây thì bạn có quyền, bạn của bạn. Bạn thích cái gì bạn giờ lên, không có sợ thành gì hết. Sợ cái quái gì? Sợ cái quái gì? Cầm đi, thoải mái. Sẵn. Cái anh chàng này á, bản là con trai, nhưng mà không phải đàn ông. Giống em anh. Suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản, nó không có nghĩ quá sâu. Ăn ngủ đi tập gym, ăn ngủ đi tập gym vậy đó. Tóm lại, cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. Chim đậu chim cành, chim hót liu lo. Đó đó là đó đó. Đó. Giang nói gì anh? Nó điên mà, nó điên, đừng quan tâm tới nó điên rồi. Nó điên rồi. Đúng này sao? Em có coi vài shot hình của anh á. Em thấy được cái sự nam tính của anh phát lên từ tấm hình luôn á. Ôi hình mà biết nam tính luôn, ghê vậy. Đã có chủ rồi. Thiệt hả? Nhìn ánh mắt anh này có một sự trải đời á. Kiểu em đoán vậy thôi. Sao em nhạc được như vậy vậy Tuấn? Rơi 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 đêm đêm cho lòng anh đã tan. Tình yêu đó đâu có tội gì. Ghê sợ luôn à. Thấy chưa? Bày đặt bung tấm hình gan chi cho chúng nó chửi. Bày đặt khóc. Cái mà Giang để ý nhất trong cái clip vừa rồi đó là lips and lips. Đôi môi anh ta. Đó là tiếng Anh đó hả? And lips, đúng không? Đôi môi của anh ta dẻo quẹo. Cho nên là mình nghi ngờ lại có cái màu tím quanh đây. Em cũng thấy là màu tím, đặc biệt là hồi nãy giờ em để ý nha. Cách 3 giây là bạn nó sẽ nhúng môi một lần. Và đặc biệt khi mà nói cái chữ tím là Tuấn thấy bạn nuốt nước bọt một cái. Kiểu rất là hợp đó, nụ cười đang trấn an mình đó. Đó, 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 màu tím đúng không? Tím nha. Tím nha. Tím nha. Kiểu như tại vì bản thân Tuấn cũng tập thể dục mà, để làm gì người con gái cần thì mình bảo vệ, mình ẩm thì mình ẩm thôi kiểu. Nhưng mà sau đó kiểu hơi mắc cỡ xíu, không biết là Giang có giận Tuấn hay không. Trong ánh mắt anh này thì em thấy cái kiểu tình đơn phương.